Giới thiệu với các bạn, đây là golfer Vũ Mạnh Tường, Vũ Mạnh Tường, chủ tịch chủ liên tịch hiệp của hội vũ võ của toàn thế giới. Và anh có kép là 9. À quên, anh kép 29. Nhưng mà cái cách đánh của anh như là kép 9. Đấy. Tuyệt vời anh ạ. Bí quyết của anh đánh hay anh ạ. Bí quyết của anh là cứ nhắm mắt mà đánh là hay. Cứ nhắm mắt là đánh hay, hay quá. Để học hỏi. Anh trải nghiệm xem này thấy thế nào? Quá hay. Quá hay quá. Chú là bị chú là chuẩn hố đấy, là thang tim này nhá, là của chú này bị tả phế lù, tức là cháu với chú là tim hả? Không không, bây giờ là mày bị liên quân, bị liên quân một phát, tức là nó có hai tim, tim trong và tim ngoài. Đấy. Ôi, đánh một tim thì tim trong ngoài có tính lắm. Không. Ba nhà đánh tỏa xiềng nó đã. Anh ơi, ba nhà đánh tỏa xiềng. Ba nhà đánh tỏa xiềng à? Ba nhà thôi rồi. Như này như nào? Thì là đánh như nhà một tim. Tức là lớn với thằng một xiếng. Vớ vẩn nó đớp mẹ cả thì thôi đấy. Thế là thành cháu tim rồi. Có nghĩa là anh mày đánh cả ba nhà can ăn lắm. Không riêng từng người. Vẫn phải chung một người. Bị tả không bị ba người đánh. Bên đây là bị chụp chân. Một mình anh gọi đứng một tim. Thầy có đánh ba người. Một mình anh đứng một tim. Còn ba ngày một tim. Đúng chuẩn thôi, thế gọi là thật đấy. Đấy. Tại vì anh ăn ba tim. Ăn liền ba tim thì bị chụp chân. Bị đập chị, gọi là chụp chân đập đấy. Chụp chân đấy. Ai thích đập tôi? Ai thích đập tôi giơ tay. Chưa thấy ai giơ tay. Biết đâu mình đập vào ông. Anh đánh tôi đấy. Chụp ảnh.